Mình nói là em phải có mặt ngay lập tức ạ. Đúng rồi. Dạ. Cũng cũng như thường lệ thôi, thì lúc nãy anh Minh đã giới thiệu về bản thân mình rồi, thì bây giờ đến lượt Nam sẽ chia sẻ ngắn gọn với các anh chị. Nếu có chị đang nghe buổi webinar ngày hôm nay là người mới, thì mình tên là Trần Tuấn Nam, năm nay năm 27 tuổi. Nam từng có thời gian sinh sống và học tập 10 năm tại Úc. Khi về Việt Nam thì Nam được may mắn thừa hưởng lại công việc kinh doanh bất động sản căn hộ cho thuê của gia đình. Tuy nhiên lúc này Nam sống cuộc sống không có một mục đích cho mấy. Nhưng mà sau một cái việc là mình thật sự thấu hiểu về công việc Nu Skin thông qua sự dẫn dắt của người mẹ cô Nguyễn Thị Hương, thì Nam nhận ra ba điều. Thứ nhất, đây là một môi trường phát triển bản thân mà mình hằng ao ước nó dành cho tất cả mọi người, từ trẻ hay các bạn trẻ lâu năm. Một môi trường, một cơ hội kinh doanh công bằng và toàn cầu, Nuskin đang có mặt. Và cái điều cuối cùng là nó giúp Nam kết nối được hai thế hệ, bởi vì Nam với mẹ bây giờ là bây giờ còn được gọi là hai chị em, và Nam bây giờ còn là cộng sự với người mẹ của mình trên con đường thành công với Nuskin. Xin cảm ơn tất cả mọi người, cảm ơn anh Minh đã mời em lên host buổi ngày hôm nay. quá hay Nam, câu chuyện rất là hay. Và như anh chị biết là vị khách mời của ta chúng ta ngày hôm nay với một anh bạn rất là trẻ, trẻ lắm luôn anh chị. Và khi mà bắt đầu công việc này á, bắt đầu rất nhiều con số không, như chị nghe hay nói phải không, là không vốn, không mối quan hệ, không có kỹ năng, là một bạn trẻ xuất thân từ Nam Định và vào Sài Gòn lập nghiệp. Và có thể là hôm nay á, tại sao là Nam được vào được được mời lên khách mời hôm nay đến chị, vì Nam á, là có dịp làm việc rất là nhiều với bạn vũ đoàn này, hầu như được gặp nhau mỗi ngày đúng không Nam, và cái lứa tuổi nữa Dạ chính xác anh. lứa tuổi anh em là cũng gần 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 như nhau nữa, cho nên là cái Dạ. độ thông cảm và hay và độ hiểu nhau, thấu hiểu nhau rất là rõ, cho nên là sẽ người không ai khác hơn á, có thể là giúp anh chị tìm hiểu kỹ hơn về cậu bạn vũ đoàn, là cách nào vũ đoàn thành công như vậy và với một cái khởi nghiệp rất là khó khăn nha. Đó, rồi xin mở cái like cho vũ đoàn để cùng giao lưu mọi người. Hello. Alo. Em nghe Hello bạn Nam. ơi. Nghe rõ lắm em, phải không? À dạ, ôi em rất khỏe. Em Hay quá, hay quá, là đẹp lưỡi bạn. Rồi, xin chào. Hello và xin Ok. chào tất cả các anh chị em trên webinar. Ngày hôm nay rất là vui bởi vì là được đồng hành cùng với hai người MC rất đẹp trai và cực kỳ năng lượng tuyệt vời. Đó, Dạ, cảm ơn đàn vừa lên là đã làm cho Nam và anh Minh là nổ lỗ rồi. Rồi thì trước khi bắt đầu, Đàn ơi, mình cũng giới thiệu ngắn gọn về bản thân của mình cho các anh chị đang nghe trên buổi webinar ngày hôm nay đi Đàn ơi. ok anh. Để em bật cái slide rồi đi anh, Ồ, share màn có chuẩn bị hình. slide hết luôn, kỹ Để quá. anh share màn hình Tuyệt vời. cho vũ đoàn nha. Rồi em vừa được cái thấy Dạ, tay của ok anh. vũ đoàn. Rồi em bấm vô cái nút ok đây. Rồi vũ Hình đang đoàn hiện à. lên các anh chị. Vũ đoàn ơi, em lúc mà anh bấm share màn hình nữa, bây giờ em bấm vô nút ok nha, nó sẽ hiện lên nè. Rồi. Ok anh Ok, thấy rõ lắm, quá hay luôn. ạ. Thì xin gửi lời chào tới tất cả các anh chị em trên webinar. Thì trước khi bắt đầu chương trình thì cũng xin cảm ơn tổ chức đã hội đội nhóm đã cho vũ đoàn có cơ hội để chia sẻ về cái câu chuyện của bản thân mình trên webinar ngày hôm nay. Thì xin được tự giới thiệu bản thân là Đoàn, họ và tên đầy đủ là Vũ Văn Đoàn, năm nay 26 tuổi. Và trước khi đến với Nuskin là mình là kỹ sư cơ khí chế tạo máy. Và Đoàn thì sinh ra và lớn lên tại vùng quê Nam Định. Và hiện tại thì đang sinh sống ở thành Sài Gòn. Và khi mà vào Sài Gòn ấy, thì là chỉ một thân một mình thôi. Và mong luôn luôn mong muốn trong đầu một cái ước mơ, đó là thay đổi cái cuộc sống của bản thân mình và cả cái dòng họ nhà mình, bởi vì nhà mình cũng khá là nghèo. Và bắt đầu khởi nghiệp là bằng một cái tấm bằng đại học là cơ khí chế tạo máy của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Như các anh chị đang thấy trên hình đây này, cái buổi mà đầu tiên vũ đoàn biết đến hai chữ Nu Skin. Và lúc đấy là đang còn khoác trên mình bộ áo cơ khí ạ, là Tân Phát, lúc đấy là làm công ty Tân Phát. Và hiện tại thì vũ đoàn đã làm toàn thời gian với Nu Skin rồi. Và đến với Nu Skin á, mình nhận được
rất là nhiều những cái giá trị. Và một chút nữa sẽ bật mí cho các anh chị sau. Rất Anh hay, mới rất gửi. hay, rất hay, rất hay. Dạ. Rất đồng Dạ. ý. Thì Nhưng cái mà lý do mà Vũ Đoàn đến với Nuskin đấy thì ở trên như ở trên màn hình các anh chị thấy, Nuskin là một cái cơ hội rất là lớn và kinh doanh 54 nước, và bản thân Đoàn còn rất là trẻ. Khi mà mình nhìn thấy cơ hội Nuskin thì mình nhận thấy là ở đây tại sao là một cái môi trường toàn những anh chị mà chủ doanh nghiệp lớn hơn mình rất nhiều và họ tham gia, và mình nhìn thấy cái cơ hội này sau những cái lần mà tham dự những cái buổi hội thảo của công ty cách đây 3 năm trước. Và mình một thời gian mình tham gia thì mình thấy là đây là một cái môi trường là phát triển bản thân rất là nhanh chóng và bền vững, bởi vì bản thân Vũ Đoàn năm nay là 26 tuổi. Nhưng mà mình có thể là khi mà so sánh với những cái người bạn đồng trang lứa thì mình cảm thấy là mình rất là tự hào, bởi vì là mình rất là tự hào, may mắn bởi vì mình biết được cái cơ hội Nuskin sớm, và đây là một cái cơ hội để giúp mình thực hiện được cái ước mơ là đi du lịch vòng quanh thế giới. Và cái ý thứ tư nữa là giúp đỡ được nhiều những cái người khác để thay đổi cuộc sống, bởi vì bản thân Vũ Đoàn là thích cái ngành để đi làm từ thiện. Nên là hồi xưa đã đi làm từ thiện rất nhiều, nhưng mà mình hình như là mình đến và mình chỉ cho người ta cái con cá thôi, chứ không không chỉ cho người ta cách câu cá. Nên là khi mình về thì mọi người họ vẫn nghèo như cũ. Nhưng mà ở cái cơ hội Nuskin thì giúp mình là trao cái cơ hội cho nhiều người, và những người đó có thể giúp được nhiều những cái người bạn xung quanh mình hơn nữa. Và đây là những cái bức hình, đây là cái đội nhóm châu Âu của Vũ Đoàn. Thì các anh chị hoạt động rất là mạnh mẽ, và bản thân Đoàn thì chỉ làm việc online thôi. Và ở đây thì mình muốn nhắn nhủ với tất cả mọi người rằng là Nuskin là cơ hội kinh doanh toàn cầu, và với cái phương tiện internet hiện nay là đặc biệt là với cái công nghệ Facebook thì mình có thể ngồi ở nhà như Đoàn đang ngồi ở nhà đó, làm webinar toàn cầu và có thể là hỗ trợ các anh chị em đội nhóm chỉ thông qua internet marketing thôi. Và đây là một cái cơ hội rất là và vô cùng lớn cho những người trẻ, và có thể là những anh chị mà đang rất là bận rộn với công việc hàng ngày, muốn kiếm một cái công việc, muốn kiếm một cái thu nhập thêm. Và đây là cái hình ảnh mà phát triển bản thân ạ. Vào Nuskin thì mình được làm việc với rất là nhiều những anh chị lớn tuổi hơn mình rất nhiều, mọi người có kinh nghiệm hàng chục năm đi trước, và mình cảm thấy là vô cùng may mắn, bởi vì ở cái độ tuổi như của mình mà các anh chị đi trước ở trong cái môi trường Nuskin thì luôn luôn là chia sẻ cho mọi người những cái kinh nghiệm quý báu. Nên là khi mà mình được tiếp xúc và mình làm việc với tất cả những anh chị trong đội nhóm thì mọi người chia sẻ cho mình những bí quyết và những kinh nghiệm. Ví dụ như là Vũ Đoàn làm việc với anh Minh thì chắc chắn là anh Minh sẽ có cái khoảng thời gian làm việc ở ngoài rất nhiều rồi, và khi mà truyền đạt như kiểu là bí kíp võ công truyền đạt trong một vài ngày thì mình cảm thấy là cái sức mạnh của mình vô cùng lớn. Và ở đây là cái môi trường mà không bất kỳ cái độ tuổi nào mình cũng có thể đứng lên và mình có thể là tự phát biểu về cái cảm nghĩ của mình, và mình xây dựng cái con đường Nuskin bằng chính cái khả năng và chính cái đôi chân của mình. Thì như một câu của người thầy mình đã nói là cái tốc độ hoàn thiện bản thân của bạn nhanh tới đâu á, thì đồng nghĩa với cái mức độ thành công của bạn tới đó. Ví dụ như là những anh chị hoặc là các bạn, bản thân Vũ Đoàn cũng vậy, hồi xưa Vũ Đoàn luôn luôn mang trong đầu một cái suy nghĩ là bây giờ mình phải thành công với Nuskin và mình phải là cái người như thế nào. Và mình bắt đầu khi mà mình suy nghĩ ra điều đó thì bắt đầu là mình đi tìm cái hình ảnh những cái người ở trong Nuskin mà mình học hỏi. Ví dụ như anh Minh hoặc là anh Trần Tuấn Nam chẳng hạn, anh Nam thì cống hiến rất là nhiều, còn anh Minh thì là kết nối mọi người rất là giỏi. Và mình khi mà mình học được những cái điều như vậy thì mình hình dung ra rõ là ồ, đây là những cái con người mà mình sẽ cùng đồng hành với họ trong tương lai.
và bắt đầu là khi mà ra đường thì mình sẽ chọn những người như anh Minh và anh Tuấn Nam để cùng đồng hành cùng với mình. Và ngoài cái tốc độ bắt phát triển bản thân thì về cái chuyến đi du lịch thì công ty mình đã chuẩn bị rất là nhiều chuyến đi du lịch và đoàn vô cùng thích thú, bởi vì là bản thân đoàn là một cái người mà mê phượt và mê du lịch, bởi vì là mình thích đi và khám phá những miền đất mới. Ở đó nó cho mình được những cái cảm giác được sống với chính bản thân mình, với chính cái con người của mình. Có những chuyến đi rừng và đi phượt rất là nhiều. Và mình thấy trong ở Nuskin, bởi vì là mình là cái người mà không có tài chính, mà ở Nuskin thì lại có những cái chuyến đi miễn phí và vô cùng tuyệt vời. Như lời các anh chị đã kể, thì đầu tháng 4 này mình sẽ đi chuyến đầu tiên là chuyến Go Sa Kem, và tháng 9 thì mình sẽ đi cái chuyến là Star Academy. Tức là Vũ Đoàn luôn luôn hình dung cái bản thân mình là được sở hữu cái chuyến đi, và mình nỗ lực hết mình để phấn đấu để làm ra cái chuyến đi đó. Thì các anh chị thấy là đây là cái bức hình mà Vũ Đoàn chụp ở nhà đấy ạ. Là một năm có ba cái chuyến du lịch này và mình chụp ở đây. Và mình muốn là mang bao nhiêu người bạn đi thì mình viết lên đấy cái mục tiêu của mình. Để mình luôn luôn đưa cái luật hấp dẫn để nhìn vào đó và đạt cái mục tiêu là đến đó. Tiếp theo là cái giúp đỡ người khác. Thì đây là cái mà mình vô cùng yêu thích và tâm đắc. Bởi vì làm cái giá trị mà mình cho đi tuy nó chỉ ít thôi, nhưng mà ở đó mình sẽ nhận ra được là những cái bài học. Ở đây có rất là nhiều những em bé khổ hơn mình rất nhiều, nhưng mà tại sao là lại được những cái họ khổ rất nhiều nhưng mà vẫn vui cười và vẫn trẻ trung vui tươi, trong khi đó là mình đủ những cái điều kiện thuận lợi mà tại sao mình lại không làm việc được. Thì các anh chị thấy ở trên hình đây là cái chuyến mà đoàn đi Đắk Nông. Đây là ở một cái vùng núi rất là sâu ở trong những cái vách núi, và đây là những cái em bé dân tộc. Khi mà mang một cái chiếc bánh bao đến thì các anh chị hình dung là như kiểu là nó là có một cái gì đó nó từ xa xưa đến giờ họ chưa bao giờ họ nhìn thấy chiếc bánh bao. Và những em bé này rất là vui thú khi được trao tặng những cái phần quà nhỏ bé này thôi. Và khi mà mỗi cái chuyến đi này qua thì mình lại cảm thấy là mình hãy về và mình làm Nuskin nhiều hơn nữa để có được nhiều cái khoản thu nhập để đóng góp vào cái quỹ mổ tim để cứu sống những em bé, đồng thời là giúp những em bé mà vùng sâu vùng xa chưa được cái công ăn việc làm. Một mình Vũ Đoàn thì chắc chắn là sẽ không làm được nhiều điều ý nghĩa, nhưng mà chung tay lại thì chúng ta sẽ làm được nhiều điều tốt đẹp hơn. Và với những cái bức hình này thì đoàn kêu gọi mọi người là hãy chia sẻ cơ hội Nuskin cho nhiều những người khác nữa, để cùng nhau có những cái cuộc sống tốt hơn, để đóng góp vào những cái quỹ này. Và trong một cái cuốn sách đoàn nói là cái cách tốt nhất để giúp đỡ một cái người nghèo khó, tức là mình hãy đừng nghèo khó hơn họ. Nên là đối với cái cơ hội Nuskin thì có thể giúp cho mình có một cái phương tiện tốt, thể giúp cho mình có một cái tài chính thu nhập tốt và một cái phong cách sống tốt để có thể là giúp đỡ được nhiều người hơn trong cuộc sống. Và đối với cái hành trình của đoàn ngày hôm nay thì nó cũng nhiều thăng trầm, cũng có niềm vui, cũng có những lúc mà nó lênh đênh, và có những lúc mà mình cảm thấy mình xuống dốc. Nhưng mà không vì thế mà mình nuôi chí, bởi vì là trong thâm tâm đoàn đã xác định một cái tư tưởng khi đến với Nuskin rồi, tức là thành công là một hành trình chứ không phải là một điểm đến. Mà đã gọi là một hành trình thì chắc chắn là nó sẽ có rất là nhiều những cái khó khăn, những cái thử thách và nhiều những cái vấp ngã. Cũng giống như là bản thân mình khi mà hồi xưa mình tập mà lái xe đạp, khi mà ngồi lên xe đạp thì mọi người cứ đủn cho mình đi, và mình khi mà đủn thì đẩy cho mình đi thì mình đạp một hồi mình nhìn phía trước và đâm rầm vào những cái bức tường, và đâm rất là nhiều lần cho đến cái lúc mà chân tay nó chảy xước hết ra rồi. Nhưng mà đoàn thì không bỏ cuộc, mình cứ đi, mình cứ tập, mình cứ nhờ mọi người là hãy cứ đẩy đi, đẩy để cho mình đi.
Và đến một ngày không hiểu lý do tại sao, đến một ngày nó hình như là nó thấm trong người mình cái kỹ năng điều khiển cái sự khó khăn đấy. Và cho đến một thời điểm là tự nhiên là mình nhảy lên xe và tự nhiên mình biết đi luôn. Và không biết là chắc là cũng có rất là nhiều anh chị như Đoàn là cũng rơi vào cái hoàn cảnh tập và lái xe như vậy. Thì suốt cái hành trình đấy thì Đoàn đã trang bị cho mình những thứ như sau. Thứ nhất là chuẩn bị một lý do thật là lớn. Như ban đầu á, Đoàn có một cái mục ước mơ rất là lớn khi vào Sài Gòn, đó là thay đổi cái cuộc sống của gia đình mình. Hãy bắt đầu từ gia đình mình và lan tỏa ra người khác, đó là cái dòng họ nhà mình. Thì mình đã chuẩn bị một cái lý do rất là lớn rồi. Tức là gia đình mình thì bố mẹ làm nông, bố thì đi xây, mẹ còn rất là trẻ, nhưng mà nhìn thấy trong hình ấy, hai cái người ngồi cạnh mình ấy, đó là bố mẹ mình, còn đây là cậu và em trai mình ngồi ngoài cùng. Và mình muốn là phải những con người này phải được sống sung túc. Và tìm đâu xa thì không tìm đâu xa, bởi vì Đoàn cũng đã đi làm công ăn lương rồi, và mình cảm thấy cái hành trình mà kiếm được 5 triệu, 10 triệu thì nó vô cùng khó khăn và không phải dễ dàng gì. Và với cái số lương như vậy thì chắc chắn là mình không thể nào mình trang trải được cho cuộc sống của bản thân mình, huống chi nói đến gia đình mình. Nên là khi mà nhìn thấy cái cơ hội Nu Skin thì mình vô cùng là biết ơn. Bởi vì sao? Bởi vì là ở đây nó cho mình được những cái điều kiện cũng khó khăn y chang như công việc truyền thống, nhưng mà nó giúp cho mình, nó trả công cho mình xứng đáng. Và đây là cái lý do mình làm Luskin sau này và đến suốt suốt cuộc đời của mình luôn. Và đấy là khi mà bắt đầu thì mình đã chuẩn bị một lý do thật lớn rồi. Và thứ hai ạ, là mình tuân thủ cái hệ thống. Người ta nói là apply bảo sao mình làm vậy ạ. Trong công việc này mình luôn luôn tuân thủ cái người apply của mình. Người apply của mình nói sao thì mình làm từng bước từng bước từng bước như vậy. Nói mình xài sản phẩm gì thì mình xài như vậy. Và ở trong này đặc biệt là có cái quy trình tự động 1 2 3 mỗi ngày của chú Dean, người thuyền trưởng rất tuyệt vời của chúng ta, thì đã có những cái quy trình rất là đơn giản và ngắn gọn. Bây giờ Đoàn cảm thấy rất là nó vô cùng là nhẹ nhàng khi mà nói với một người mới là cách bắt đầu như thế nào. Hồi xưa thì còn rất là khó khăn, bởi vì là trong cái giai đoạn đầu Vũ Đoàn đi á, thì nó rất là khó khăn bởi vì nó không có con đường. Còn bây giờ á, là một cái thời điểm mà cực kỳ tuyệt vời của Nu Skin Việt Nam và Nu Skin toàn cầu, bởi vì những cái dòng sản phẩm chiến lược đã có hết, con đường đã có và phương pháp cũng đã có rồi, và mình chỉ có việc là lên đường và đi thôi. Và với cái quy trình 1, 2, 3 này á, thì mình cảm thấy là nó nhẹ nhàng vô cùng. Những người mới vào á, thì mình chỉ mọi người hỏi là bây giờ chị bắt đầu như thế nào, 1 2 3, một là như nào, hai là như nào, ba là như nào. Hãy trải nghiệm cho mình một cái dòng sản phẩm theo cái nhu cầu, và tiếp theo á, là chia sẻ những cái video clip trên mạng cho mọi người, hoặc là ngồi ở nhà mình cũng có thể là chia sẻ những video clip, mời những người bạn đến nhà demo xong và mình chia sẻ video clip và mời mọi người vào webinar mỗi ngày. Không có tối nào mà Đoàn bỏ cái webinar, bởi vì nó như là cái nguồn mạch của sự sống. Giống như kiểu là mỗi ngày mình ra đường và mình gặp rất nhiều khó khăn, thì khi mà về nhà mình lại được nạp năng lượng một lần nữa. Ví dụ như có những hôm mà nghe câu chuyện của anh Minh, nghe câu chuyện của anh Nam, thì mình càng mỗi ngày mình lại là nạp thêm cho mình một ít năng lượng. Và đây là một câu trình vô cùng tuyệt vời. Và tiếp tục á, cái này đúng là đảo lên trước, tức là mục tiêu cụ thể và rõ ràng. Khi mà mình bắt đầu một cái gì đó hay là ngồi trên phương tiện gì đó thì thông thường Vũ Đoàn xác định rất là rõ điểm đến. Tức là ở nhà thì mình đã rất rõ bản đồ rồi, và cái đích đến đấy là bao 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 xa, và cái thời gian mình đến đó là phải bao lâu. Đấy thì mình chắc chắn là mình sẽ có phương tiện và mình sẽ đi được tới nơi. Nên là cái mục tiêu vô cùng quan trọng đối với bản thân mình. Và Vũ Đoàn đã đặt ra cho mình những cái mục tiêu về về cuộc sống, về thu nhập, về vật chất và về tinh thần. Mình đã đặt những cái mục tiêu rõ ràng và cụ thể trong vòng bao nhiêu năm thì mình có đạt được, và đối với cái cơ hội Nu Skin thì mình sẽ đạt nó như thế nào.
Ví dụ chẳng hạn như mình muốn mua một chiếc xe 400 triệu đúng không ạ? Thì với cái mức thu nhập nào, và ví dụ mình muốn mua trong khoảng 1 năm mình muốn mua được, thì mình ít nhất mình phải nên về khoảng Ruby là với mức thu nhập khoảng 50 triệu, thì chắc chắn là khoảng 1 năm thì mình sẽ nắm chọn cái chiếc xe đấy trong tay. Đó là cái mục tiêu rõ ràng và cụ thể. Và thứ tư là làm việc với đội nhóm. Đây là một cái yếu tố nó vô cùng quan trọng luôn. Người ta bảo là không thể nào mà đi nhanh, đi xa, nếu mà các bạn muốn đi nhanh thì hãy đi một mình thôi, nhưng mà các bạn muốn đi xa thì hãy đi cùng với những người đồng đội của mình. Và càng ngày Vũ Đoàn càng cảm thấy tâm bắt cái câu này của cái người thầy của mình. Và cứ mỗi ngày giống như kiểu Nu Skin bây giờ ở châu Âu hay là ở Việt Nam, mọi người thông qua Facebook nên là gặp nhau mỗi ngày các anh chị. Và mình cảm thấy là vô cùng vui mừng, bởi vì là ở bên kia cũng thấy bên này và bên này cũng thấy bên kia, và hoạt động mỗi ngày mọi người đều cho nhau biết. Và có những câu là của những người bạn mình là chưa bao giờ mình vào một cái môi trường mà tự nhiên mình được sống lại cái thời mà tuổi trẻ đôi mươi của mình, và ở đây có một cái môi trường mà ai cũng cười, từ U60 đến U70 ai cũng nở cái nụ cười, U30 cũng nở nụ cười, nói chung là mọi người đều trẻ. Và vào trong cái môi trường này mình đã thấy là mình đã được mình sẽ được trẻ lâu rồi, không cần dùng Astock trẻ lâu luôn đấy, còn Astock vào thì còn trẻ tuyệt vời luôn nữa. Tới cái hành trình này á, thì sau một cái chặng đường, thì đây là một cái câu mà Đoàn vô cùng tâm đắc. Và hôm nay đi dọc đường và mình nghĩ ra xong suốt cái hành trình của mình, là khi mọi người tìm lý do để bỏ cuộc thì tôi tìm cách để tiến về phía trước. Và trong tất cả mọi cuộc hành trình, cho dù đào những cái mỏ kim cương chẳng hạn, thì có một cái người ở dưới là đào gần đến nơi rồi nhưng bỏ cuộc. Thì có những cái lúc của Đoàn cũng như này này, cũng như cái anh ở dưới ấy, là gần đào đến nơi rồi, cũng mệt mỏi, cũng vất vả lắm rồi, nhưng mà cứ nghĩ đến những cái lý do ban đầu mình tham gia, cái động lực ban đầu mình tham gia Nuskin là gì, thì mình lại tiến về phía trước. Và mình không ngần ngại, không quản mưa nắng, không quản khó khăn. Có những lúc nếu mà nói mà tệ nhất là có những lúc phải ăn mì gói ra đường, thì có những lúc thì các anh chị biết là phải đi gặp khách hàng mỗi ngày thì không có tiền để đổ xăng, hoặc là có những lúc thì không có một đồng, có 1.000 trong túi thôi nhưng mà vẫn gọi điện, vẫn bốc máy lên và vẫn hẹn các khách hàng. Và có những lúc trời mưa trời gió rất là lớn nhưng mà mình vẫn phải ra đường mình để gặp khách hàng. Tuy nhiên thì bây giờ đã có rất là nhiều những công cụ dễ dàng rồi, đó là Facebook, mình có thể ở nhà, mình có thể kết nối được toàn cầu. Thì đây là một cái điều mà muốn muốn nhắn nhủ đến mọi người rất là nhiều, đó là khi khi mọi người khác tìm lý do thì mình hãy luôn luôn tiến về phía trước, thì kiểu gì các anh chị cũng thành công. Bởi vì là có một cái người mà U70 đã nói với Đoàn rằng đây là một Nuskin là cuộc chơi cho những người ở lại, và điều chắc chắn là một cái điều là không bao giờ bỏ cuộc, thì chắc chắn là trước sau gì mình cũng trở thành triệu phú, hoặc trước sau gì mình cũng thành team lead. Và cái một cái câu hỏi hôm nay anh Minh cũng nhắn gửi Vũ Đoàn trên Facebook, đó là cái cuộc đời của mình thay đổi như thế nào khi khi bây giờ mình tham gia Nuskin. Đây là cái bức hình đầu tiên đối với bản thân mình là thay đổi, tức là con người của Đoàn trở thành tốt hơn ngày xưa rất nhiều. Các anh chị thấy ạ, một cái cậu thanh niên đen đúa, đây là cái ngày đầu tiên Nu Việt đã có cuộc hội ngộ và mình chụp với chị Nam Phương ạ. Bây giờ sau 2 năm nhìn lại thì mình cứ nhìn đến tấm hình này là mình rớt nước mắt. Bởi sao hồi xưa mọi người chửi là gầy đen đúa, có khi là cái cà là vạt còn đi mượn của người ta, còn cái quần cũng cái áo thì còn mua được, còn cái cà là vạt thì đi mượn của người ta. Nhưng mà mình vẫn vẫn cảm thấy là khi mà mình nhìn những cái bức hình này á, mình thấy là một cái chặng đường mình đi qua với Nuskin vô cùng xứng đáng. Bởi vì người ta đã nói là không sắt ngọc ngọc mà không mài giũa thì không thành ngọc, mà sắt không rèn thì không thành thành kim. Nên là nếu mà mình chưa đủ để trải qua những cái thăng trầm thì chắc chắn là cái ngày vinh quang còn xa lắm. Người ta bảo là có một cái câu mà mình nhớ là
nếu mà mình không hành động thì đến thất bại cũng chẳng có. Và nên là cứ hành động mỗi ngày, cứ hành động mỗi ngày thì đã cho Vũ Đoàn được cái con người ngày hôm nay, là cái con người mà mình rất rất là mong muốn trở thành. Và mỗi ngày mình mơ đến nó như kiểu là nó thành trong cái giấc mơ của mình rồi. Mình luôn luôn giống, muốn giống như anh Minh, mình luôn luôn giống như chú Đin trên sân khấu. Và mỗi ngày mình về nhà buổi sáng thức dậy, mình làm cái cử chỉ và hành động như vậy. Khi mà mình lên sân khấu thì mình nói cái điều gì và mình đã làm trước sẵn rồi. Và đến ngày hôm nay thì nó cũng đạt được khoảng 20% thôi. Nhưng mà mình rất là cực kỳ và vô cùng là mình cảm thấy là may mắn rồi đối với cơ hội Nu Skin này. Và đây là một cái hình ảnh cuối cùng mà Đoàn muốn chia sẻ cho các anh chị. Đây là cái điều mà mình rất là mong muốn. Và thực ra thì còn cái hình nữa là của mẹ vừa rồi, cái chuyến du lịch của mẹ vào đây chơi. Nhưng mà cũng không tiện chia sẻ đây các anh chị. Còn đây là cái bức hình mà về Tết. Và tất cả mọi người hầu như không lúc nào thiếu nụ cười. Năm trước thì rất là khác, bởi vì năm trước thì Đoàn vẫn chưa có tài chính. Còn năm nay là có tài chính rồi, cũng lì xì được cho người này người kia, cũng mua được cho bố mẹ cái này cái kia. Và về nhà thì bố mẹ rất là tự hào về mình, bởi vì là cái con người của mình trở thành bây giờ nó khác hơn hồi xưa. Có thể là giúp đỡ được người này, giúp đỡ được người kia. Và không có như bạn bè là rong chơi hay gì đó. Bây giờ vẫn còn là không có mục tiêu trong cuộc sống. Và Đoàn đã đặt ra những cái mục tiêu rất là rõ ràng cho bản thân rồi. Nên là đây là những cái hình ảnh mà mình rất là tự hào. Bởi vì cái cơ hội Nu Skin đã mang lại cho Đoàn những cái nụ cười ngày hôm nay. Và xin cảm ơn tất cả các anh chị đã lắng nghe cái câu chuyện của mình vừa chia sẻ. Xin cảm ơn anh Minh và xin cảm ơn anh Tuấn Nam ạ. Wow. Câu chuyện thực sự là rất là hay với Vũ Đoàn. Anh nghe câu chuyện của em, anh đã cảm nhận được thêm Vũ Đoàn thực sự là một lý thêm những lý do mình phải làm và kiên trì với Nu Skin và kiên quyết Nu Skin hơn nữa. Và lý do sao anh thấy những người rất là thành công, họ không quan tâm về tài chính và thời gian như chị Bích Nga đi. Họ có thời gian, họ có tài chính. Những người như chị Hương không có thời gian tài chính, những người Vinh Phúc cũng vậy đó. Nhưng mà họ thời gian có tài chính như vậy, không có cơ hội hoặc phương tiện nào khác để giúp những người ngoài kia giống như em vậy. Nhiều lúc anh nghĩ lại cuộc sống của anh phải không? Nhiều lúc em có thể may mắn, tại vì hồi anh cỡ em 2-3 tuổi anh không biết, chưa biết gì về Nu Skin. Nếu mà ngày xưa 2-3 tuổi anh làm Nu Skin thì cuộc sống như này khác hơn rất là nhiều rồi. Dạ. Nghe câu chuyện em sự rất rất cảm động. Như chị vừa biết là vừa rồi Tết là Vũ Đoàn tặng cho ba mẹ mình một chiếc xe mới, và ba mẹ Vũ Đoàn rất là xúc động và Vũ Đoàn tặng ra cho mình một chiếc xe nữa. Cái đó là cái giá trị mang lại khác anh chị. Giống như là anh nhớ đi, khi em 2-3 tuổi em làm công đi thì 5 triệu một tháng thôi, nhưng mà qua Nu Skin đó, anh biết là trong thời gian vừa qua rất là khó khăn, không anh em mình trải qua nhiều cái biến cố lên xuống, nhưng mà anh vẫn thấy được cái sự siêng năng con người của em. Ngày nào em thấy Vũ Đoàn cũng lên công ty, ngày nào cũng gặp khách hàng, ngày nào cũng ứng viên, và luôn luôn là trên điện thoại laptop để mình kết nối với các đội nhóm ở trong và ngoài nước. Sự là anh rất ngưỡng mộ tinh thần và cái tinh thần làm việc của mình, tinh thần làm việc của em. Cảm ơn anh Minh ạ. Dạ. Thì để anh mở một live một bạn trẻ ở ngoài Bắc nữa, rất là muốn giao lưu với em nha. Mở lên như Du, Du ơi. Hello. Hello anh. Hello anh. Hello anh. Chào Du. Không vui á. Hôm nay team trẻ hội họp đông đủ á. Đủ. Như anh chị vừa biết là Du là một người cực kỳ xúc động. Uh-huh. Vì là Du và anh Đoàn thì cũng đã gặp nhau từ những ngày đầu tiên, và rất là nhớ những cái ngày mà Du vào Sài Gòn và hai anh em đi ăn, rất nhiều kỷ niệm. với căn nhà và Du cảm thấy rất là tuyệt vời, vì là Du và Du tin cái điều chắc chắn sẽ xảy ra, mà Du biết là kiểu gì anh Đoàn cũng sẽ lên Team Elite thôi. Anh em đi làm nhau cùng chia sẻ, và Du rất nhớ một cái kỷ niệm, đó là anh Đoàn đưa Du đi ăn và không có tiền, và ăn những cái bát mì và mà mình biết là lúc đấy là anh Đoàn không có tiền, nhưng mà anh Đoàn vẫn chiêu đãi Du. Và Du cảm thấy là những cái kỷ niệm đấy thì đúng là bây giờ nhìn lại cũng là một cái quá trình mà mình cảm thấy vui, cuộc sống thật ý nghĩa. Và qua nay thì nghe tin anh Đoàn lên một cái danh hiệu mới thì thành ra là rất là vui.
có thể Cảm là ơn Lưu. Wow. chắc là tới đây ra Hà Nội anh em mình phải làm một buổi nha. Yeah. Chắc cười lắm. Rồi mình giới thiệu sơ về Du anh chị. Như là anh chị biết là Du cũng là từng là những người Ruby trẻ nhất Việt Nam mình luôn á, và cũng là một người Diamond trẻ nhất Việt Nam. Và hiện tại chị biết là mình có hàng chục ngàn nhà phân phối đi, nhưng mà những người đạt danh hiệu như Du hiện nay á là cũng đếm đầu ngón tay của anh chị. Nhưng mà khi mình gặp Du á, lúc nào cũng thấy một cái sự năng lượng và cái sự ham học hỏi anh chị, và cái sự kết nối với Du và mấy chị em ngoài Nam này cũng rất là tuyệt vời. Và Vũ Đoàn cũng vậy đó. Nam ơi, em có những câu hỏi nào cho Du với Vũ Đoàn không Nam? Quá là tuyệt vời. Cái phần chia sẻ của Vũ Đoàn em đã nghe nhiều rồi, nhưng mà lần nào nghe cái cảm giác nó cũng xúc động lắm. Tại vì mà trước khi Nam ra chia sẻ thì các anh chị cũng biết bây giờ đang là 9:34, nghĩa là cái thời gian các anh chị có thể gửi vào câu hỏi cho Nam hay cho Ninh hay là cho Du hay là cho Đoàn. Tất cả những team trẻ, những đội trẻ đang có mặt trên buổi webinar ngày hôm nay, các anh chị có thể tranh thủ gửi vào câu hỏi để bên Nam và anh Minh và Du và Đoàn sẽ có thể phần nào đó trả lời cho những câu hỏi của các anh chị. Nói riêng về phần của Đoàn á, Minh và Du ơi, thì thật sự cái cảm giác của em nó xúc động lắm anh. Tại vì mình được gặp Đoàn từ những cái ngày đầu tiên, mà khi đó bạn trẻ vẫn còn rất là nhút nhát, đôi khi mình cũng biết là công việc nó khó nên ra bạn cũng xuống năng lượng, nhưng mà mình cảm giác qua một thời gian á, thì giống như là mình thấy được cái con đường thành công của cái người mà mình hàng ngày mình biết là họ luôn nỗ lực á, đến lúc mà họ lên được cái vị trí mà đáng thuộc về họ, mình cảm giác giống như là xúc động lắm. Cũng đang giống như là cũng là một cái giá trị nhân văn mà em thấy ở trong Nu Skin mới có, là người ta hạnh phúc vì thành công của người khác chứ không phải là thành công của mình nữa. Nó là một cái điều rất là hay. Điển hình như nếu các anh chị đã có mặt trong cái buổi Success Seminar thì các anh chị thấy là khi mà Blue Diamond, Thảo Lê và anh Ngọc Anh lên là bao nhiêu người lao ra ôm và họ lên sân khấu bằng nước mắt. Đó là một cái giá trị mà không có đâu có được. Nó rất là hiếm. Và nhìn thấy Đoàn thành công như ngày hôm nay thì từng bước là từ ngày xưa, từ lúc chưa là Executive, thấy Đoàn cố gắng nỗ lực hàng ngày vẫn không bao giờ bỏ cuộc, xong rồi Executive, xong rồi Pro, xong rồi Lapis. Và một khi á, cái điều các anh chị có thể để ý là khi mà Đoàn vừa lên đến Lapis rồi á, thì nó nhảy một phát. Vèo một cái mới đây Lapis giờ đã Ruby. Thì theo cái đà này á, theo cái đà này thì Emerald, Diamond, Blue Diamond, Team Elite là nó chỉ là trong tầm tay, nó chỉ là cần thời gian thôi là Đoàn nó sẽ lên được cái đó. Thì cái khoảng đó là cảm thấy anh thì anh rất hạnh phúc cho Đoàn. Và tiện có Du trong ngày hôm nay nữa, thì Du đã là một cái minh chứng cho các anh chị thấy là các bạn trẻ bắt đầu bằng con số 0 vẫn có thể thành công lớn với New Skin. Tại vì Nam thường hay chia sẻ với mọi người là cái công việc New Skin của mình đúng nghĩa nó nói là dành cho tất cả mọi người, không quan trọng các anh chị đến từ đâu, với cái xuất xứ của mình như thế nào, quan trọng là các anh chị cố gắng đến đâu và các anh chị muốn đi đến đâu. Thì đó, câu chuyện của Du ngày xưa đó là một cái nguồn động lực truyền đến cho tất cả các mọi người, nghĩa là chúng tôi có thể làm được. Và bây giờ đúng như cái sự thật như thế, thì bây giờ Đoàn cũng lên, và Đoàn cũng đến giờ đến được Đoàn thành công, đúng là minh chứng thứ hai là chúng ta là ai cũng được, đến từ đâu, độ tuổi như thế nào vẫn thành công với New Skin được. Đó, và đúng là cái cảm giác này, thật ra cái câu hỏi anh cảm giác cho Đoàn là em thấy như ngày xưa anh đã từng hỏi Du câu này rồi, bây giờ sẽ dành cho Đoàn là cái cảm giác mà khi đây có vị trí như thế này á, mình tức là mình đã thành công với Ruby, mình cũng có một cái nguồn thu nhập ổn định rồi, em cảm giác là cái tư duy và cái cuộc sống em nó khác hẳn những bạn trẻ đang ở bên ngoài như thế nào. Em cảm thấy cái sự khác biệt của em với tất cả những bạn trẻ đang loay hoay ở ngoài kia chật vật với cuộc sống như thế nào, em thấy cuộc sống em với cuộc sống của các bạn đó nó cách xa nhau lắm không? Dạ, cảm ơn anh Nam. Riêng bản thân Đoàn á, thì Đoàn thấy là nó khác nhiều lắm anh. Nó khác ngay cả về cái tư duy, mình chưa nói đến cái tài chính gì đấy, nhưng mà mình thấy là ngay cả về cái tư duy, cái cách mà các bạn ý hiện ấy, thì mình cảm thấy là thật sự là rất là may mắn. Bởi vì là đúng ra là đi làm mấy cái công việc ở ngoài kia thì thông thường thì mọi người chỉ là lúc nào cũng chỉ làm đi làm lại với một công việc. Còn đối với ở Nu Skin ấy thì mình luôn luôn phải phát triển bản thân. Bản thân mình luôn luôn phải tự vươn lên, mình phải nỗ lực. Và bản thân Đoàn ấy thì coi mình như một cái người chủ doanh nghiệp ạ. Chủ doanh nghiệp tức là phải chủ động. Chủ doanh nghiệp tức là cái doanh số hàng tháng tự no, chủ doanh nghiệp vẫn là tự tự mình phải build cái hệ thống của mình, chủ
chủ doanh nghiệp là phải tất nhiên là có doanh số thì các anh chị với doanh nghiệp của mình mới hoạt động. Và khi mà đối với cái tư duy đó thì mình đã cảm thấy là mình đang là một cái người chủ doanh nghiệp ở Nu Skin, và mình đang đi tìm 15 cái người founding, 15 cái người CEO ở dưới mình, và mình cũng đấy là những cái 15 cái doanh nghiệp của mình. Và khi mà với những cái tư duy như vậy ấy, thì mình đã thấy là khác ở ngoài kia rồi, khác các bạn ở ngoài kia rồi. Đồng thời ấy, là đối với ở ngoài kia thì mình các bạn thì luôn luôn nghĩ là ồ việc hôm nay thì để hôm nay nó, còn ngày mai thì ngày mai tính. Mình hỏi các bạn là ví dụ như là năm sau bạn có kế hoạch gì không, hay là nghỉ việc xong thì bạn có kế hoạch gì không, thì thông thường nhận được câu trả lời là để ngày mai tính. Và khi mà các bạn nghỉ việc thì các bạn nhắn tin với mình thì các bạn bảo là ồ bây giờ mình cũng chưa biết làm gì cả, và có thể là làm cái này, có thể làm cái kia, có thể sẽ về nhà. Và còn ở Nu Skin thì sao ạ? Luôn luôn mình đã có mục tiêu trước hàng tháng, hàng năm, hàng quý, và thậm chí xa hơn là 5 năm, 10 năm. Và cái đó là cái điều mà vô cùng ý nghĩa. Ngay cả đối với cái chính sách trả thưởng của Nu Skin cũng vậy. Tức là đã giúp mình định hướng được cái tương lai của mình là đi về đâu. Còn ở ngoài kia thì linh đênh như con thuyền và không biết đi về đâu vậy. Và cơ bản những cái điểm như vậy đã khác rất là nhiều rồi anh Nam. Dạ. Rất là tuyệt vời Đặng ơi, thì thật sự anh Minh với lại Du có thể cảm thấy được là đúng như là công việc kinh doanh Nu Skin mình ngay cả trong hệ thống số 7, nó dạy cho mình thành nhân trước khi thành công. Cái con người mình trở thành nó xứng đáng cái cũng như là xứng đáng cái giá trị mà cái con người mình trở thành nữa, chứ không phải là đơn giản là chúng ta chỉ được về tài chính. Cũng như là anh rất thích câu nói của Du, đợt Du chia sẻ đó là đúng không, cũng chủ đề là khi mà như là được tới vị trí của Du bây giờ, Du ơi, thì em đã từng chia sẻ là lúc mà bây giờ bạn bè của Du còn đang ở ngoài đường loay hoay chật vật với mọi thứ, thì còn vừa mới tốt nghiệp xong này nọ, thì Du đã có thành công, ông đã có tài chính vững mạnh có thể lo cho gia đình được rồi. Đó là một cái sự khác biệt rất là lớn, như là một cái nguồn nó thổi một cái luồng gió mới cho cái công việc của mình. Mà điển hình bây giờ cả du lẫn anh Minh hay Nam hay là Đoàn, thì tất cả mọi người bây giờ đều nằm trong cái thiên niên kỷ, cũng là cái phần chia sẻ của chú Điên bữa hổm, là chúng ta đang là thuộc thế hệ sẽ thâu tóm cả thị trường. Thế nên là đối với các bạn trẻ thì đây là tin vui, còn đối với các anh chị trẻ lâu năm thì các anh chị hãy tìm những bạn trẻ như thế này để xây dựng hệ thống của mình, rất là tuyệt vời. Dạ, em có một cái câu hỏi cho anh Đoàn một chút. Anh Đoàn, thực ra thì về cái thế hệ trẻ thì em rất tâm đắc với cái nhóm trẻ của mình, và em biết một điều đó là em đã đi rất nhiều quốc gia, em thấy một điều đó là sớm muộn gì thì nhóm trẻ cũng như là cái thế hệ trẻ ở Việt Nam mình sẽ bùng nổ. Thì anh Đoàn có cái tầm nhìn như nào trong những năm tới của cái thế hệ trẻ của chúng ta? Cảm ơn câu hỏi của Du, tuyệt vời. bản thân Đoàn cũng đã sang Singapore và mình nhìn thấy là rất là nhiều những bạn trẻ. Cái hình ảnh mà mình ấn tượng nhất là các bạn trẻ 22 tuổi và lên sân khấu vinh danh với danh hiệu 1 triệu đô, và họ tự do tài chính, họ có thể là đưa ba mẹ họ đi đâu họ muốn, và họ có thể là thực hiện cái phong cách sống hiện tại. Cái điều đó làm mình liên tưởng đến, tức là cái hình ảnh đó luôn luôn nhớ trong đầu mình, và mình liên tưởng đến là bởi vì là những cái con người ở Việt Nam á, đặc biệt là những bạn trẻ rất là thích khởi nghiệp, và rất là nhiều đông đảo những bạn trẻ thích khởi nghiệp, và các bạn đã trang bị cho mình những cái tư duy mà vượt khó rồi ấy, thì bây giờ là chỉ cần có một cái cơ hội thôi là các bạn có thể là bùng phát được. Và cũng như giống như như bản thân Đoàn ấy, thì mình nghĩ là mình tương lai ấy, rất là rạng ngời, là rất là nhiều những anh bạn trẻ mà chẳng hạn như có phong cách sống là đi chơi, đi du lịch vòng quanh thế giới, và vẫn có thể là có tạo ra được cái thu nhập và giúp được cho gia đình mình. Thì cái đấy là cái tương lai mình nhìn rất là, tức là nó cũng chỉ gần thôi, khoảng tầm 5 năm nữa thôi. Điển hình là Du chẳng hạn, Du cũng đã, đây là bạn đã đạt được một câu lạc bộ trong nằm trong câu lạc bộ 1 tỷ đồng rồi.
thì đến với cái 1 triệu đô thì nó cũng tương đương với 1 tỷ đồng thôi. Có điều là cái thời gian nó khó khăn hơn một tí thôi, thời gian nó lâu hơn một tí thôi. Và đây là những cái hình ảnh mà muốn nhắn nhủ với các bạn trẻ rằng Blue Skin bây giờ cũng đang là một cái cơ hội để cho chúng mình khởi nghiệp. Và với một cái số vốn và một cái rủi ro nó rất là thấp, và thậm chí nó bằng không nữa. Nó chỉ cần là đầu tư hơn một tí là thay vì các anh chị doanh nghiệp ở ngoài kia đầu tư 10 năm để phát triển bản thân họ, để họ xây dựng một cái doanh nghiệp của mình là 3 đến 10 năm tạo ra cái kết quả và cái thu nhập, thì bản thân mình cũng vậy thôi. Cái giai đoạn Blue Skin làm việc thì hãy làm việc như cái người đi học đại học, là học việc 4 năm. Và sau đó thì thậm chí thì ít hơn, có thể là có những người ví dụ như Du là 3 năm đã thành công rồi. Còn có những người mà 2 năm đấy, thì coi như là cái thời gian này thời gian học việc. Và mình nghĩ rằng đối với cái thế hệ trẻ bây giờ nhận thức và tiếp thu nhanh, đặc biệt là có cái công cụ tuyệt vời như Facebook nữa, thì chỉ trong vòng khoảng 2 đến 5 năm nữa thôi là nó sẽ bùng nổ, thật sự là nó sẽ bùng nổ rất là lớn luôn. Bởi vì mình đi rất là nhiều công ty, và bây giờ mình nhiều công ty ở ngoài kia kìa đang tập trung vào đối tượng trẻ, và mình đã thấy được cái lực lượng nó đông đảo kinh khủng. Và mình nhìn thấy là ồ, sau này tuyệt vời. Chắc phải đeo kính đen. Rồi, cảm ơn Vũ Đoàn. Và cái tiếp xin mở like cho một cô nha. Và cô này là rất là nổi tiếng. Quá hay đúng không ạ? Rất hay, quá hay. Ừ. Nên là em cảm nhận cái ngày này cô nha Du. À, cô này các anh chị biết là từng làm trong bệnh viện Stanford, là một trong năm bệnh viện nổi tiếng nhất nước Mỹ về dinh dưỡng. Và cô đã chưa từng có ba cái viện dưỡng lão. Nhưng mà cái nỗi đau của cô á, là mỗi lần thấy những người già họ qua đời và họ cầu xin bác sĩ có thể cho họ sống lâu hơn một xíu nữa, nhưng mà thật sự là bệnh ung thư giai đoạn cuối thì đâu có làm được đó anh chị. Đó là chính lý do vì sao cô vào Blue Skin này, bởi vì cô muốn cho mọi người sống khỏe hoặc là chết già một cách khỏe mạnh đó. Xin mở like cho cô Aloha nhá, để cô Hà có thể là giao lưu với bạn Vũ Đoàn đây. Nãy giờ cô cũng giơ tay khá lâu ở Du, cho nên xin phép mở cho cô đặt hỏi trước nha. Hello cô Hà, mọi người chào cô Hà tiếng. Hello. Hello Hà. Chào cô Hà. Hello Hà. Ok rồi cô. Và Vũ Đoàn đi lên Ruby. Cái người mà cô Hà thấy là từ nhỏ, tức là từ bước đầu chập chững cho tới cái ngày mà cái tấm hình mà đầu tiên ở mà sứ mệnh, là những cái ngày mà cô Hà bắt đầu nhìn và đếm mặt những ai còn lại và những ai thành công hoặc là những người bỏ cuộc. Và rất là phục cái tinh thần mà gắn bó với là quyết tâm của Vũ Đoàn. Cô Hà muốn nói rằng đây là một cái gương cho tất cả các anh chị em, nhất là những cái người còn trẻ. Thường thường á, người trẻ thì sao? Họ thường thường họ chỉ cái bề mặt, họ không thấy chiều sâu. Và cái người của Vũ Đoàn là người có nội tâm rất là lớn, như là nghĩ những cái câu suy nghĩ mà như là nếu mình mà chưa có hoàn chỉnh được thì mình sẽ không có bao giờ giúp đỡ những người ai khác. Rồi cũng có cái câu của một ông triệu phú kia, cô quên tên rồi, nhưng mà nói mình lo cho mình trước thì mình mới có sức để mình lo cho những người xung quanh của mình nữa. Thì khi mình đã đứng vững cái chân của mình rồi thì cái cách mà để cho cứu những cái người khác, kéo những cái người khác lên thì nó rất là dễ dàng. Và thấy là cái tư duy này là cái tư duy nghĩa là rất là có, hiếm có. Và cái tinh thần mà năng động, biết sử dụng giữa hai cái internet, là biết rằng là cô Hà làm webinar ở châu Âu phần đông là của Vũ Đoàn với lại của Huỳnh Thanh Tâm, đa số là châu Âu là toàn là của người giữa chị Bích Nga. Và bây giờ là cô Hà mới biết rằng là cái tầm quan trọng, mình chỉ biết cái quý của mình là mình có được cái vũ khí, là mình biết về cái công nghệ thông tin và mình có thể làm tại nhà. Đó là một cái mô hình mà mình biết là cái thế hệ của Millennium, là những cái người mà có thể thiên niên kỷ này, họ đang khao khát những gì và cái hay của họ là ở đâu. Thành ra là tương lai cũng giống như Du với lại Vũ Đoàn nói, Du đi Nhật, anh cô đi nói sứ mệnh của Du là gì? Du để đó hàng ngày trong đầu để biết là cái sứ mệnh của Du khi làm Blue Skin là gì. Vũ Đoàn đi Singapore, Vũ Đoàn nhìn thấy cái thế hệ nhỏ ở trên sân khấu thì Vũ Đoàn nghĩ gì về cái thế hệ sân khấu của trong tương lai tại nước Việt Nam.
đó là cái tầm nhìn rất là xa, và cô Hà rất là khâm phục và ngưỡng mộ, và chúc cho Vũ Đoàn còn tiến xa hơn nữa và sẽ tiến xa hơn nữa một cách nhanh chóng, vũ bão như là cái họ của Vũ Đoàn vậy đó. Ok, chỉ có Cảm vậy thôi. ơn cô, tuyệt vời quá. Chỉ có vậy thôi. Cô ạ. Ừ. Dạ. Tuyệt vời. Cô nhìn Minh, cô nghĩa là ngồi cô hay nhìn quan sát những cái hình như cái tính vậy đó. Mình mong người ta thành công thành mình để ý tới họ, mình để Dạ. ý tới họ, mình nhìn cái sự trưởng thành. Mình cũng trong ngành giáo dục từ ngày xưa cho nên cái sự trưởng thành của một người làm cho mình vui nhá. Trưởng thành ai đó đã trưởng thành mình thấy vui, giống như là các em ở trong nhóm Thăng Long ở của cô ở bên ở ngoài Hà Nội, cô thấy nó trở thành một con bướm, bây giờ đây là một con bướm rất là tuyệt vời Xinh và không đi đâu có cả, từ tâm hồn cho tới cái thể hình, thể tính cách diện mạo, cái lời nói nó đều có một cái tâm ở trong đó. Đó là công việc của Nu Skin, đào tạo những cái người tốt, những cái đội ngũ làm những điều tốt đẹp là như vậy. Và mình mong muốn nhiều anh chị em hơn nữa để mà tạo thành một cái phong trào hoặc là một cái đường hướng để thay đổi một cái thế hệ tương lai. Và cái đó là công việc của mọi người nha. Những người như là Tuấn Nam, Minh Trờ, Minh Nguyễn hay là Đồng Công Du, đó những cái người này là những cái người mà cái thế hệ sau sẽ tuyệt vời hơn cái thế hệ trước rất là nhiều. cô Hà khen quá, làm Tuyệt bi vời, nổ nổ cảm mũi ơn của cô. Hà Không, ấy. sự thật nó đúng, Dạ. sự thật là nó như vậy thôi. Sự thật là Dạ. mình không phải là mình sẽ chạy theo, chứ không phải là mình trao cái baton là thôi, nhưng mà mình sẽ chạy theo và mình sẽ ung đúc, mình cố gắng làm tiếp tục cái thế hệ này nối tiếp thế hệ khác. Như là cô Bích Nga này, chị Bích Nga mình đi đầu dẫn đường, hướng dẫn tư duy. Đã một người thầy giỏi thì học trò giỏi thì phải sao nghe lời thầy, nhưng mà những người đằng trước như là mọi người đã học cách làm của cô Đin, mọi người tư duy của cô Nga, và mọi người kiến thức chia sẻ sản phẩm của Aloha chẳng hạn, tôi mình tự thấy khen mình tí, thì tất cả những cái đó là ung đúc lên được một làm cái kén tạo nên cái môi trường để trở thành con bướm đẹp. Và Nu Xin sẽ có rất là nhiều bướm đẹp trong cái thế hệ thiên niên kỷ. Cảm ơn Quá Hà, quá tuyệt vời quá Hà ơi. Mọi người nghe cô Hà nói không biết có hiểu không, nhưng mà như vậy Dạ hiểu, dạ hiểu. đó. Không chỉ có thâu lộc Ok, của người lạ đi. chỉ là cảm ơn cái sự chia sẻ và cũng cảm ơn cái sự thành công. Mình phải nói là cảm ơn sự thành công là tại vì cái sự thành công của mình đã đưa cho nhiều người để làm như cái gương đó, để làm cho nhiều người họ cảm thấy là nếu Vũ Đoàn làm được tôi làm được, nếu Đồng Công Du có thể là làm vô câu lạc bộ một một triệu một chỉ 1 tỷ Đấy đâu, thì 1 tỷ đồng thì mình cũng có thể được. Nếu mà trong 3 năm trước mà Du như hỏi bạn của Du có ai được làm được 1 tỷ trong một trong 3 năm vừa qua không, chắc là chắc không, một phần nửa cũng chưa chắc nữa, dạ, đúng không? Nhưng dạ mà đúng. đây là cơ hội, đúng không? Thành ra là đây là những cái example, những cái thí dụ là mình đã thấy điển hình ngay trước, công ty đã cho rất là công bằng, hễ làm hễ có làm là có tới đích, thế thôi đừng bỏ cuộc nhé. Ok, bye bye rồi cô Hà Cô này. Hà dễ thương ấy. Cô Hà đang chia sẻ hay quá, truyền truyền rất là nhiều lửa cho tất cả các bạn trẻ đang có mặt trên buổi webinar ngày hôm nay ạ. Đúng rồi con. Không, cô Hà không phải chuyện, cô Hà chỉ có là nói từ từ đáy lòng ra để nhìn thấy và vui. Cô Hà rất là vui khi mà thấy một cái người thành công. Tất cả bất cứ người nào thành công là cô Hà vui, rất là vui. Như Cái là đây mình cũng là một điều rất rất là đáng quý của Hà. Các anh chị có cảm giác là khi mà một người mình thành công mà có một người khác đang ngồi bên Mỹ, không phải là ở Việt Nam nghe webinar mà cảm thấy hạnh phúc vì cái thành công của mình, nó là cái điều tuyệt vời trong núi Sim có mà ở ngoài không có, đúng không cô Hà ơi? ok, đúng rồi, đúng rồi, mọi người đều chia sẻ. Và nói vậy chứ nếu mà có Uncle Dean hay là chị Bích Nga vào đây nghe, hoặc là cho mở like lên thì mình nói là chúng tôi theo dõi mỗi người mỗi ngày và cầu và hướng dẫn cho mọi người đi đến một cái con đường
tốt đẹp, hoàn thiện bản thân để mình có một cái cuộc sống tốt đẹp, đó là cái sứ mệnh, đúng không? Dạ đúng. Thành ra là khi mà mình thấy một người học trò ra trường, trời ơi, mừng lắm chứ. Dạ đúng. Dạ. Mình cũng học trò được làm lễ ra trường, đội nón đeo cái cục ruby đỏ, trời ơi, đấy là một cái bước mà mình nói là một bước đoạn đường dài, nhưng mà cuối cùng mình đã vượt qua cái ải đầu tiên rồi, thì những cái con đường sau thì hình như là tự mình biết mình sẽ làm gì được. Thành ra cái giai đoạn mà từ là mình nói thẳng thêm một chút xíu, giai đoạn từ distributor lên tới executive rồi tới lapis đó, người ta gọi là lapis land đó, là trong cái thế này là mình lên ruby xong mình rớt xuống rồi mình cứ nằm cái đoạn mà go lapis đó, là những cái, nhưng mà những cái người nào mà chưa đạt ruby đó ha, công ty họ nói là phần đông những người mà đạt hơn 50% những người đạt ruby sẽ trở thành immediate lead trong 3 năm tới. Tuyệt vời, tuyệt vời. Xác suất là nếu mà mình đạt mốc ruby thì 3 năm tới thế nào mình cũng lên immediate lead. Tại vì sao? Giống như Vũ Đoàn nói là cái ra trường, nếu mà mình không ra trong 3 năm thì 5 năm mình ra thì sau 3 năm sau, 8 năm sau mình cũng trở thành là team elite. Đúng không? Thường thường là qualification, mình không có nói là mấy anh chị làm chậm. Cái team elite, tại vì mình muốn là team elite là 100.000 đô một tháng chứ không phải là team elite flat. Nghĩa là mình cứ kiếm 15 người, mình làm hàng ngàn xong mình lên team elite thì cái đó là công ty không nói tới. Công ty muốn nói là một người mà thật sự là builder để trở thành team elite, là cái căn bản là từ 7-8 năm thì là cái người này là core, mới là gọi là core, thật sự là builder, là người xây dựng hệ thống. Thì những cái người mà xây dựng hệ thống mà chồng chất lên qua những cái năm, thì khi họ đạt được cái mục đích rồi, cái chân của họ vững, thành ra cái bàn đạp của họ rất là nhanh. Okay. Những cái người mà ví dụ như nằm trong lapis rồi rớt, rồi xong rồi go, rồi executive xong rớt, rồi người ta bỏ cuộc tại người ta chưa thấy cái ánh sáng cuối đường hầm. Nhưng mà khi mà mình đã đặt được cái ruby rồi thì đây, bởi vì công ty, bởi vì khi mà ở bên hội Mỹ mà hồi cô Hà mới vừa vô đó, là ngày xưa đó chỉ có ruby mới được đi thưởng trích. Trời ơi, rất là khó khăn, rất là khó khăn. Và đi thưởng là coi như cái trip, chẳng là cái trip là amazing, không có ai mà tưởng tượng được cái trip mà của cái ruby. Tại vì họ giống như là người mà đi học bác sĩ nha, mới vô trường y thì người ta cho mình mặc áo trắng và mình ra trường, đúng không? Thì bây giờ cái người mà ruby, được lên chức ruby với công ty New Skin của 5-7 năm trước á, là người ta bắt đầu prim crop, tức là crop prim là tức là trao dồi cho người này trở thành một team lead lãnh đạo nòng cốt, có cái chương trình khác hẳn liền. Thành ra là mình cho mình biết là mình sẽ là team lead tương lai. Cũng giống như là ra trường cho mặc áo trắng, là tại vì mình đã tuyên thệ và mình sẽ là bác sĩ. Đội mũ trước khi, thành ra các người mà đã được ruby trở lên rồi thì mình chúc mừng các người là team elite. Không biết. Thành ra những cái người mà con ruby executive mà chưa cứ executive rồi rớt rồi lên executive là tốt. Cô Hà rất là khuyến khích tiếp tục, con đường của bạn rất là sáng. Cô Hà kết bạn với con trên Facebook nha. Kết bạn với cô Hà khó lắm. Không phải. Cô Hà nhiều friend quá, không còn chỗ nữa. Quá chức là đông, thành ra cô Hà sợ lắm. Với và mình nghĩa là ngày nào cũng phải kêu con gái, con nhìn cái app nào mà con nhìn từng tên để mình bỏ lọc bớt đi, tại vì nhiều quá. Dạ, không có app mình bỏ lọc bớt. Ok rồi ha, thì cũng hết giờ rồi. Thôi cô Hà xin chúc mừng cho Vũ Đoàn, cùng chúc mừng cho cái thế hệ trẻ của tối thứ năm về cái câu chuyện thành công này, và hy vọng rằng là mỗi tuần mình có một cái câu chuyện thành công tuyệt vời hơn nữa. Và chúc cho một ngày kết thúc tháng 3 hoàn hảo, thì tháng 4 sẽ bùng nổ. Cái ngày kết thúc là mình biết cái tháng tới mình như thế nào. Thành ra là ngày mai sẽ là một ngày mới. Mình chỉ mở một trang sách mới, nhưng mà cái trang sách này nó khác cái trang sách của đầu tháng 3 ha. Dạ. Ok. Cảm ơn cô Hà.
Tuyệt vời quá. Ok rồi. Rất là chia sẻ của Hà, hình như là không biết là nãy giờ em với anh Minh không có để ý có ai hỏi câu hỏi nào không anh Minh ơi. Mình tranh Có thủ giải quyết nhiều một câu hỏi cho Vũ Đoàn tối hôm nay nhưng mà thời lượng cũng hết rồi, tại vì mình có tới gần mười mấy 20 câu luôn á Nam. Bây giờ chết đời của Hà câu. dành hết. Không sao, Không sao, không sao, các anh, tại vì các anh chị hãy giữ vững, hoặc là anh Minh có thể chụp màn hình lại câu hỏi đó để cho em, để ngày mai em có thể trả lời giúp các anh chị trên có mặt trên buổi webinar, bởi vì ngày mai sẽ là ngày của các bạn trẻ nữa vào tối mai. Tuyệt vời, tuyệt vời, tuyệt vời. Như vậy đi, như vậy để cho công bằng ha. Thế rồi. Để lưu câu hỏi lại cho Yeah. ý kiến hay, ý kiến hay, sáng kiến hay chứ, sáng kiến hay. Sáng này cô Hà đọc sách, sáng này cô Hà đọc sách là mình phải sáng kiến mỗi ngày. Hôm nay học được cái sáng kiến mới, thành ra nhiều khi cô hỏi quá mình trả lời không kịp, mình không biết làm sao hết, cũng Chụp tội màn hết. hình là trả lời lại. Ok, sáng kiến rất là hay, lần sau là cô Hà sẽ cũng phải chụp màn hình lại Dạ. để biết Yeah. là mình Cảm là ơn ai Nam. hỏi ai Chúc trả mừng lời. lại cho mọi người cho ngày mai. Ok. Rồi, xin chào tất cả các bạn trên buổi webinar. Rồi hẹn lại mọi Cảm người ơn vào anh ngày Nam và cả luôn anh Minh đã hót với mình. mai. Ừ. Anh Đoàn quá tuyệt vời. Bye Anh bye tất Đoàn cả mọi người. Du nhé. Cảm Chào. ơn các bạn. Rồi, Chào Du. tạm biệt mọi người, chúc ngủ ngon. Bye bye.